Mục tiêu của Martin chúng ta là phải đạt được 3 việc. Vậy là bộ đồ không có đọc đúng không? Nhưng mà không có đọc. À, không có đọc. Bận quá đến nỗi mà không có thời gian để mà mài dũa cái tư duy luôn. À. Mục tiêu của Martin là gì ạ? Chúng ta phải giải quyết được 3 việc. Việc thứ nhất là phải tạo ra được khách hàng tiềm năng mới. Ok chưa? Phải tạo ra được khách hàng tiềm năng mới. À, tức là ai đó họ lên trên internet, họ biết về ta. Trước đây họ chưa biết. Hàng ngày bạn đi tương tác với cái người mới, họ biết về ta. Cái mục tiêu thứ hai của làm marketing đó là như thế nào ạ? Đó cái câu rồi là trả lời cho câu của em á, phải làm cho nhiều người gì ạ? Biết về mình. Cái mục tiêu của ai của marketing nó là gì ạ? Là chúng ta phải gì? Tăng cái doanh số bán hàng với cái đàn hiện tại. Cái hiểu ý của nào ạ? Làm cho cái hàng hiện tại chúng ta tăng được cái doanh số của họ, tăng cái lượng mua hàng cao không? Bình thường họ tới họ uống có một ly cà phê, giờ làm sao để họ uống nhiều hơn nữa, họ kéo khách đến cho chúng ta, các bạn tăng cái doanh số của cái hàng hiện tại. Mục tiêu thứ ba của marketing là duy trì cái sự thân thiết với khách hàng cũ và chống đối thủ lấy mất đi khách hàng của ta. Bởi vì đơn giản không phải là bạn là gì ạ? Một mình bạn là tự nhiên, không phải một mình bạn đi xương khớp nha. Ok chưa? Không phải một mình bạn đâu. Mà có đối thủ nhiều không? Rất nhiều. Hồi xưa các bạn đó, hồi xưa một thằng kinh doanh 100 thằng mua. Ông bà ta hồi xưa có cái câu gì? Một thằng bán, bạn ơi mua có không? Và các bạn vẫn còn cái câu đó ở trong đầu chứ vậy. Bây giờ các bạn hình dung ra điều này, 20 thằng bán, 80 thằng mua, các bạn có hiểu không? Có hiểu không? Khách hàng có nhiều lựa chọn không? Quá nhiều lựa chọn, quá nhiều lựa chọn. Phải một thằng bán, bạn thằng mua đâu. Sắp tới nó còn khó khăn nữa. Bởi vì chúng ta ký các cái hiệp định với nước ngoài nhiều không? Nhiều không? À, lúc xưa nó như thế nào? Thị trường Sài Gòn này thì chỉ có mấy ông Sài Gòn bán thôi. Nhưng mà bây giờ ở ngoài Bắc nó có thể bán ở Sài Gòn được không? Được. Ok chưa? Nó chỉ dùng Facebook là nó bán rồi. Các bạn hình dung chưa? Rồi. Các cái hiệp định chúng ta ký rồi ở nước ngoài nó ngồi nó bán ở Sài Gòn được các bạn ơi. À, sắp tới 40 thằng bán, 50 thằng bán, cũng có 80 thằng mua. Cái cơ hiểu không? Cái cơ hiểu chỗ này không? Thị trường nó càng ngày nó càng gì? Cạnh tranh, và đó là lý do mà chúng ta phải giỏi về marketing. Phải giỏi về marketing. Chúng ta phải giỏi, chúng ta phải năng lên. Chúng ta không được cái tư duy kiểu cũ nữa. Cái tư duy là trăm bán dạng mua nữa. Một bán bán mua nó không phải vậy. Nó không phải vậy. Ok chưa? Em hãy tăng cái đầu đó. Tăng cái đầu đó. Cái tư duy nó mở ra. Nó không phải vậy. Bây giờ là chúng ta. Vậy thì chúng ta cần gì? Chúng ta phải nâng cao cái năng lực. Và cái đầu chúng ta cần phải suy nghĩ khác. Các bạn nghe những cái câu chuyện này, các bạn biết phở Bố không? Họ đi ra ngoài Bắc và họ bán được phở. Có không? Có. Nhưng mà cái thị trường ngoài Bắc là cái nôi gì? Phở. Cái nôi của phở. Nhưng mà tại sao người miền Nam ra ngoài miền Bắc bán thắng? Phục. Đúng rồi, cái người miền Nam họ bán hàng họ phục vụ tốt hơn, hiểu không? Các bạn có nắm chỗ này chưa? Họ phục vụ tốt quá. Họ phục vụ tốt quá, các bạn thích đó. Các bạn thấy nó học phục vụ tốt quá. Nên là khi mà
mà phở 24 đi ra ngoài Bắc là lúc đầu là mọi người cũng nghĩ là rất là nhiều chuyện gia nói là không thể ra ngoài Bắc được, tại vì cái chỗ đó là cái gì, cái nồi của gì, cái nồi của phở. Nhưng mà không phải, phở 24 nó hiểu ra được, nó nắm ra được cái nguyên lý rồi, nên không ai nắm ra được cái nguyên lý rồi. Các bạn vô ra điều này chưa, giữa cái phong cách phục vụ của người phía Bắc với cái phong cách phục vụ của người phía Nam thì cái bên nào phục vụ tốt không? Phía Nam. Đó, các bạn hiểu chưa? Và cái đó là cái bí quyết. Bây giờ có cái thương hiệu nào phía Bắc đi vào Nam bán được đâu? Có được chút Khải Siêu, giờ Khải Siêu cũng cổ chết rồi. Các bạn hiểu không? Toàn bộ thương hiệu phía Bắc và phía Nam là dằn hết đó. Nhưng mà số người phía Nam ra phía Bắc là sống hết á. Nguyễn Kim rồi đó, các bạn thấy không? Nó ra là nó thế giới di động, đúng rồi, ra là thắng hết, bởi vì khách hàng muốn được phục vụ, các bạn phải hiểu cái nguyên tắc đó, phục vụ phải tốt hơn, ra kia là chết hết, nhưng mà ở kia mà ra vào đây là tiêu hết, nhưng mà ở đây mà ra là đã thắng, phục vụ phải biết marketing, phải biết làm rồi, khách hàng muốn được phục vụ, họ có tiền họ muốn được phục vụ, hả? À. Chúng ta phải hiểu ra được cái tư duy chúng ta nó cần phải thông, chứ không phải là bán hàng mà hành khách hàng đâu. Ok chưa? Chúng ta không phải như vậy được, chúng ta phải có cái tư duy phục vụ. Người miền Nam là bản chất, các bạn sống tại Sài Gòn này là các bạn thấy là cái tư duy phục vụ khá tốt. Cái tư duy phục vụ ở miền Nam nó khá tốt. Ok, tuy nhiên các bạn mà đi ra nước ngoài, đặc biệt là các bạn qua Anh thì họ phục vụ cũng kinh khủng. Các bạn thấy level phục vụ họ nó khác biệt này. Các bạn nhìn chưa? Bé Bambi của mình nó qua đó, nó đi khám thôi mà thấy mà bác sĩ nó khám xong là các bạn thấy là nó khác rồi. Nó ngồi nó chuyện với bé, nó hỏi từng chi tiết một. Các bạn nhận ra điều này, nó hỏi trời cái người bác sĩ họ rất là tận tâm. Khác biệt các bạn ơi. Cái level phục vụ họ cùng một cái đẳng cấp khác. Các bạn hình dung ra điều này cho anh rất là ấn tượng. Họ ngồi họ nói họ thăm, họ dành cả một tiếng đồng hồ để họ ngồi họ tìm hiểu rất là kỹ. Mình thấy cái level khác liền. Ok chưa? Và người ta an tâm để người ta làm việc với cái người bác sĩ đó. Ok chưa? Các bạn hình dung ra đo cái mắt kiến á để mà cắt á, rồi đưa qua cái chỗ cắt, họ đưa qua chỗ cắt rồi rồi họ sợ cái chỗ cắt nó hẹn cái thời gian xa đó, và cái người bác sĩ đó họ sợ là không kịp giờ đó, mấy ngày sau họ còn gọi lại nữa, họ nói chính xác là ngày giờ nào về, họ nói là họ mới liên hệ với bên chỗ cắt rồi, họ làm việc chính xác rồi, an tâm đi, họ nói mình an tâm đi, trước khi ngày về là sẽ có hàng đó. Các bạn hình dung không? Ok chưa? Họ rất là tận tâm. Mình thấy cái level phục vụ một ở một cái đẳng cấp khác. Các bạn hình dung chưa? Vậy thì chừng cuối cùng mấy bước của đi kinh doanh là chúng ta phải làm gì? Xây dựng cái gì? Niềm tin của khách hàng. Phải xây dựng cái niềm tin nó tác lắm. Vậy thì các bạn hình dung trên online nè. Khi khách hàng chưa biết đến chúng ta, niềm tin của họ với ta là số không. Và nhiệm vụ của chúng ta là đẩy họ lên số 10. Số 10 về gì? Niềm tin. Đó là chắc chắn rồi. Tại sao các bạn đi bán hàng ví dụ như bạn thấy bạn nào đã đăng ký thứ làm thương hiệu rồi, đúng không? Tại sao em đăng ký thứ làm thương hiệu mà em không đăng ký ai khác? Thấy đẹp gái không? Nhưng mà làm sao em biết thấy đẹp gái? Tiếp xúc nhiều. Mà làm sao mà được tiếp xúc nhiều? Ở đâu có tiếp xúc nhiều, làm thấy ở đâu mà em tiếp xúc được? Em hỏi thấy. Nhưng mà em gặp thấy trong trường hợp này. Bà đi học. Đi học, rồi sau đi học có gặp nữa không? Tức là em nhớ là gặp lần một là đâu? Đi học rồi gặp lần ha. Đi học luôn. Gặp lần ba. Gặp ba. Rồi cho tới một lúc mà đặt hàng là em gặp thứ bao nhiêu lần? Gặp bốn. Hả? Cho tới một lúc mà đặt hàng là em thấy được bao nhiêu lần? Mấy chục lần. Thấy nhiều. Mấy chục lần. Các bạn không? Mà thấy nhiều nên niềm tin nó như thế nào? Tăng lên. Nó tăng lên.
Rồi trước khi em đặt hàng, em có nói chuyện như thế không? Cái điều gì cô thấy làm em niềm tin tan lên? Chuyên nghiệp. Rồi gì nữa? Dễ thương. Dễ thương, niềm tin nó cũng tăng lên. Ok chưa? Nó là chị em phụ nữ, trách nhiệm của chị em phụ nữ phải là dễ. Dễ thương, tự nhiên niềm tin nó tăng lên à? Lúc là chạy gái. Ok bạn ơi. Nhưng mà cũng đáng, lúc là đàn ông có nên dạy gái, ok không? Đàn ông mà không dạy gái là trái quốc rồi. Là xong rồi. Ok, nó là cái chị em phụ nữ. Cái thằng nào nó dạy gái thì mình rất là dễ bán hàng cho nó. Ok chưa? Tại vì nó thấy mình đẹp là nó tin mình à. Ok bạn, nó ngộ đi. Ok không? Nó ngộ lắm. Nó cứ thấy đẹp là nó tin mình à. Các bạn đó, chân cho mình một lời chân thật đó. Mà lại ngược lại à. Ok chưa? Đẹp là nó tin mình à. Ngộ ghê. Ok chưa? Cái bạn đó, nó là chúng ta phải biết đối xử với. Chúng ta phải biết cái quy trình. Khách hàng họ gặp ta thì họ gặp ta, họ tôi thấy người ta nhiều thì niềm tin họ nó như thế nào? Tăng lên. Nên là các bạn phải gì? Phải có được cái quy trình đó. Nghĩa là mà đã nói là ma cái đó là thay đổi tâm lý người dùng. Mới lần đầu chưa gặp thấy không biết gì hết, thấy nhỏ đó là tóc nó ngang ngắn dành dáng mấy loại á. Ok chưa? Nghĩa là chúng ta đã tập vào mắt họ rồi à, và có lúc đầu đó là họ định vị cho chúng ta làm nó như vậy, họ định vị chúng ta là A là B là C là vậy, cái đó là họ định vị trong đầu họ tùy họ. Okay. Bắt đầu lần thứ hai nó gặp, nó quan sát kỹ hạn nhỏ này nó có thể mang theo kiến ngộ, nó không cần mà nó mang theo kiến. Các bạn dùng ra điều này chứ, bắt đầu nó tháo ra cái mắt, bắt đầu nó thay đổi. Các bạn nó thay đổi là các bạn dùng ra ô nha. Nó thay đổi từ bước bắt đầu mang tên là quá trình thay đổi gì, từ nhận tức từ một người không biết gì về mình, không hiểu gì về mình, cho tới lúc nó biết mình tên Thúy, nó biết mình đi làm ở nó, mình ra mở cái công ty gì đó, nó biết mình làm thương hiệu, nó biết mình làm cho rất là nhiều người đối tác, tới một lúc nào cái nó đổ lòng tin, nó đổ. Ok, và nó mua, và đó là một quy trình thay đổi nhận thức người dùng từ cái chỗ không biết sang cái chỗ biết, rồi sang cái chỗ tin hơn, rồi tin nhiều nữa, rồi tin 100%. Đó là một quê trời. Và chúng ta cần phải có điểm 10. Vậy thì đó là vừa rồi chúng ta sẽ điểm 10. Điểm 10 thứ nhất là chúng ta phải chứng minh cho người ta là giỏi nhất trong lúc đó, ta là chuyên gia. Điểm 10 thứ nhất đó. Thấy bạn Thúy rồi tất cả, nhưng mà cũng chưa cái đặt hàng đâu, bởi vì có trao đổi với bạn Thúy về chuyên môn không? Em có trao đổi không? Trao đổi cái gì? Thì hỏi cái vấn đề về lúc đăng ký thì sao, rồi đăng ký thì được lợi ích gì? Và khi em hỏi đó thì bạn Thúy có trả lời không? Có. Và qua trả lời thì em đánh giá như thế nào về bạn Thúy? Rất là chi tiết. Rất là chi tiết. Thì trong đầu em, nếu mà bạn Thúy trả lời cái điều gì đó không rõ, không chi tiết thì em có quyết định đặt không? Các bạn ơi, chúng ta chỗ này chưa? Tức là dù nói hay không nói, khách hàng họ vẫn đang thẩm định cái tính gì? Chuyên môn. Tính chuyên gia của ta. Dù bạn nói hay các bạn, dù khách hàng họ, dù bạn nói nữa, trong thâm tâm bạn vô tình bạn đang thẩm định cái tính đó. Có hình chúng ta điều này chưa? Nếu trong quá trình mà khách hàng nó tư thế bạn mà họ không thấy bạn được cái tính chuyên gia lên thì họ dừng. Ok chưa? Vậy vừa rồi các bạn đang làm rất tốt cái chỗ này. Các bạn đã lên quy trình làm rất tốt cái chỗ này, nên là bạn nào về bắt buộc phải duy trì cái chuyên gia chúng ta nó nằm ở đúng cái mức độ đó hoặc là lên nữa thì tốt. Những cái điểm 10 thứ hai các bạn cần phải giải quyết tiếp, đó là điểm 10 về gì? Về chính gì? Về chính cái con người của bạn. Ok không chưa? Ok không? Ví dụ như bạn trao đổi với bạn Thúy, bạn nói chuyện với Thúy, biết là Thúy chuyên gia rồi, nhưng mà cái nhỏ này nó như thế nào, nó chẳng. Ví dụ nó chảnh. Đúng rồi, chảnh. Ok chưa? Chảnh. Nó thấy mình nó chảnh quá. Ok. Thậm chí nói không nói chuyện với chưa mặt đâu. Ok chưa? Thì lúc đó nếu mà thấy nói vậy thì em có đặt hàng không? Không. Các bạn như thế. Chưa nói là vậy là con nhỏ này không được rồi. Nói gì chứ nó khinh tao là không được rồi. Các bạn như thế điều này chưa? Nó có giỏi cỡ nào, nó ok cỡ nào, chứ nó làm nghề này cỡ nào, chứ nó không tao là không được. Cái đó là tôi không có chấp nhận được.
các bạn có nhận được chưa? Ok chưa? Vậy vậy là cái dù khách hàng nói hay có nói, họ cũng đang đi cắm cái địa 10 thứ. Thứ hai, đó là về con người của chúng ta. Dù bạn nói hay không nói, khách hàng họ không có nói đâu. Họ đang vô hình tung, họ đang đi test cái đó. Bạn nhỏ này có được không nè? Có không? À, tính tình, cách sống của nó, tương tác bạn có được không? Điểm 10 thứ ra. Và hôm nay chúng ta phải đi để cái đây là về mặt tư duy, chúng ta phải làm cái điều đó nó hiện thực trong cuộc sống. Ok không ạ? Mình trang bị cho bạn mặt bằng tư duy. Ok, các bạn nắm được cái điểm 10 thứ hai chưa? Rồi. Xong cái điểm 10 thứ hai chúng ta sẽ nói tới cái điểm 10 thứ ba. Ok, gian ra. Ok, phải đi xây dựng điểm 10 thứ hai thôi. Rồi, chúng ta có một phút chia sẻ với người cạnh mà các bạn. Bắt đầu.